Chào các bạn, đây là bản tin thám tử nông nghiệp của Fred. Theo báo Dân Trí, nhiều năm qua, hơn 32 hecta trồng rau, hoa màu tại khu phố Hòa Bình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vẫn từng ngày ngập tưới bằng nguồn nước đen ngòm, lồi váng hoặc trắng xóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dòng nước đen ngòm hoặc cờ trắng xóa này chính là nguồn nước tưới tiêu cho 32 hecta rau màu tại khu phố Hòa Bình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Trong thời gian dài và chứng kiến hình ảnh này, có thể nhiều người sẽ phải rùng mình. Từ nhiều năm qua, khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh được biết đến là khu vực trồng nhiều các loại rau xanh, hoa màu để cung cấp cho các chợ đầu mối trong vùng và các tỉnh lân cận, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Được biết, toàn khu Hòa Đình có gần 300 hộ chuyên trồng rau hoa màu với tổng diện tích là 30 hecta, và người dân thực hiện trồng xen kẽ các loại rau củ quả quanh năm với đủ các loại rau như là cà rốt, su hào, bắp cải, hành tây, cà chua, bí xanh, các loại gia vị thực vật. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chất lượng nguồn nước được người dân sử dụng từ các rau quả, hoa màu là có vấn đề. Và theo những chia sẻ của người dân ở đây, thì dòng nước xung quanh các kênh mương ở đây bị ô nhiễm từ lúc đô thị hóa phát triển. Họ cho biết chục năm qua, nhiều dự án, các công trình mọc lên khiến ao hồ, trữ nước bị thu hẹp dần, và nước tưới tiêu phải lấy từ các kênh mương. Thế nhưng nguồn nước này lại càng ngày càng đổi màu đen ngòm và trắng xóa. Người dân cho rằng nguồn nước bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại không qua xử lý là nghề giấy phú khê, nước thải được thải sản ra dòng sông Ngũ Huyện Khê, nay ngay cạnh thành phố Hòa Bình, và sau đó chảy tràn vào hệ thống kênh mương thủy lợi bà con nơi đây. Tuy biết nguồn nước không đảm bảo, những người dân ở Hòa Bình vẫn phải lấy nguồn nước này tưới tiêu cho rau màu mỗi ngày. Nguồn nước này bị ô nhiễm từ lâu rồi, nhưng chúng tôi bất đắc dĩ chẳng còn nguồn nào khác. Rau không có nước thì chết khô chết héo, mà chúng tôi không trồng rau thì cũng chết đói, một người dân cho hay. Và đều đặn mỗi ngày người dân lại dùng chính nguồn nước đen ngòm từ bọt trắng xóa này, và họ cho rằng là ô nhiễm nghiêm trọng để tưới rau. Trong đó có nhiều loại rau sống như là xà lách, húng, rau mùi, hành lá, vân vân. Mỗi ngày khoảng 10 tấn rau củ quả, các loại được người dân thu hoạch và xuất bán đến các chợ đầu mối trong các tỉnh như Bắc Ninh và tỉnh thành phố lân cận như ở Hà Nội, Hải Dương và Hưng Yên, vân vân. Trước việc nguồn nước tưới tiêu đầu độc, người dân làng Hòa Đình đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương, nhưng việc này thì mình vẫn chưa cải thiện. Chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời của chính quyền địa phương và đợi họ đưa ra những giải pháp khắc phục. Và hoàn cảnh này cũng là bất đắc dĩ, nhưng chính con cháu chúng tôi cũng phải các loại rau trồng tại đây, các người nông dân chia sẻ. Và thông tin sẽ được phóng viên báo Dân Trí tiếp tục cập nhật. Chào cho quý vị đã quan tâm lắng nghe.